Xin chào các bạn. Ngày hôm qua có một tin tức đáng chú ý liên quan đến ngành hàng không Việt Nam. Đó là chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines mang số đăng bạ VNA868 và đang thực hiện chuyến bay mang số hiệu VN5311 từ Tokyo về Hà Nội đã bị đe dọa bắn hạ khi bay ngang qua vịnh Tokyo. Chuyến bay sau đó đã phải chuyển hướng, hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, miền Nam Nhật Bản để đánh giá thông tin cũng như sự an toàn của chuyến bay. Sau khi xác định chuyến bay an toàn, không có dấu hiệu bất thường, nhà chức trách và cảnh sát Fukuoka đã cho phép chuyến bay tiếp tục khởi hành về Hà Nội. Chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài vào lúc 18 giờ 12 phút giờ Hà Nội. Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, phối hợp với phía Nhật Bản điều tra làm rõ vụ việc. Đây là một vụ việc có dấu hiệu đe dọa khủng bố, uy hiếp an toàn an ninh hàng không. Cụ thể vụ việc vào khoảng 11 giờ 10 phút giờ địa phương, sau khi chuyến bay VN5311 đã cất cánh được khoảng 40 phút từ sân bay Narita, thủ đô Tokyo, thì chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản nhận được cuộc gọi của một người giọng nam, tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật, với nội dung trao đổi. Chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh Tokyo. Khi nhân viên nhận điện thoại hỏi, ông có thể nói lại điều ông vừa nói không, thì người đàn ông trả lời, tôi đang chuẩn bị bắn VN5311 khi bay qua vịnh Tokyo. Tốt nhất nên quay lại. Sau khi nhận được cuộc gọi đe dọa nêu trên, chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã báo cáo nhanh vụ việc về tổng công ty. Vietnam Airlines đã báo cáo vụ việc cho nhà chức trách Nhật Bản, Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, đồng thời triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn nguy và Tiểu ban Phòng chống khủng bố của tổng công ty. Sau khi được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không đã chỉ đạo Vietnam Airlines xin phép nhà chức trách Nhật Bản cho máy bay chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, miền Nam Nhật Bản. Cho đến lúc hạ cánh xuống sân bay Fukuoka thì chuyến bay đã thực hiện hành trình được khoảng hơn 2 giờ đồng hồ và đã bay khá xa vịnh Tokyo. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu một người có thể bắn hạ chiếc máy bay của Vietnam Airlines khi nó bay ngang qua vịnh Tokyo hay không? Câu trả lời là không thể. Trước khi đến vịnh Tokyo thì chiếc máy bay này đã đạt được độ cao trên 24.000 feet, tức là hơn 7 cây số so với mực nước biển. Với độ cao này thì không có bất kỳ loại vũ khí cá nhân nào có thể với tới chiếc máy bay, kể cả các hệ thống phòng không di động như Stinger của Mỹ hay Eagle của Nga. Các hệ thống phòng không di động vác vai này có độ cao hiệu quả đều dưới 4 km. Thậm chí độ cao đó còn ngoài tầm bắn hiệu quả của các loại pháo phòng không cỡ 57 ly đổ lại. Vì vậy có thể nói nguy cơ máy bay Vietnam Airlines bị bắn hạ bởi một cá nhân ở vịnh Tokyo là không có khả năng xảy ra. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay thì chiếc máy bay vẫn chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản để kiểm tra. Bởi vì an toàn trong ngành hàng không luôn được đặt lên hàng đầu. Vẫn còn một nguy cơ khác có thể đe dọa chiếc máy bay. Đó là chất nổ hẹn giờ được cài theo máy bay. Điều này đã từng xảy ra trên chuyến bay của hãng Metrojet của Nga vào năm 2015. Chuyến bay bị IS cài chất nổ hẹn giờ dạng non nước ngọt và đã nổ tung trên bầu trời bán đảo Sinai, Ai Cập. Vì vậy mà bất kỳ mối đe dọa an toàn an ninh hàng không nào đều phải được kiểm tra và đánh giá. Chuyến bay của Vietnam Airlines sau khi được nhà chức trách và cảnh sát Fukuoka đánh giá, kiểm tra xác định chuyến bay an toàn đã tiếp tục được cấp phép bay trở về Hà Nội. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 18 giờ 12 phút giờ địa phương. Vụ việc này tuy nguy cơ khủng bố đã được loại bỏ, tuy nhiên chắc chắn đã gây thiệt hại cho hãng về mặt kinh tế, cũng như gây ảnh hưởng về mặt tâm lý và thời gian đối với hành khách. Thủ phạm gây ra vụ việc này sau khi được điều tra làm rõ, chắc chắn sẽ bị xử lý rất nặng. Và đây là hình ảnh chiếc Boeing 787-9 mang số hiệu VN2868 đang hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.